Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ao. Hôm nay mình sẽ học lớp Green Dawn Kindergarten. Hôm nay mình sẽ kể chuyện Vé Sầu là kiến, Vé Sầu và kiến là hàng xóm của nhau. Vé Sầu suốt ngày vong chơi đàn áp kiến chỉ chăm chỉ hiếm mồi từ sáng sớm đến tối mịt. Sáng sớm mùa hè, Vé Sầu nằm kể với gốc cây chuẩn trước một dốc gốc cây ngon lành. Nhìn thấy kiến nhõng nhẽo một hạt gạo trên lưng, Vé Sầu gọi: "Anh kiến ơi, mùa hè hãy còn dài, lại đây nghỉ tôi ca hát với tôi đã." Kiến nhìn Vé đáp: "Anh Vé Sầu đó hả? Tôi phải là thích cho mùa đông sắp tới đã." Ủa giời, trời ơi là trời. Vé Sầu nhìn thấy kiến chết miệng: "Anh lo xa quá, mùa đông còn lâu mới đến. Sao anh phải thứ làm khổ mình thế? Lại đây nghỉ ngơi đã nào." Kiến lắc đầu đáp: "Cảm ơn anh, tôi phải đi kiếm thức ăn đây." Vé Sầu cười mỉa mai: "Vó là cái anh." Kiến ở lẩm cẩm không biết hưởng thụ thấy á. Mùa hè đã tới mùa thu rồi, mùa đông lạnh lẽo đã tới. Bầu trời xám xịt, gió thổi từng cơn buốt lạnh, mọi vật đều đi trú đông. Chỉ còn Vé Sầu không còn thức ăn, bụng đói cồn cào. Vé Sầu rất đói quá, giá là chút để chú gì ăn nghỉ. Vé Sầu có cửa nhà kiến, kiến mở cửa ra, kiến tháo nhiều thức ăn. Vé Sầu chạy vẩy nói: "Anh kiến ơi, tôi đói quá." "Anh kiến ơi, chuyện gì chấm nhóm nhát được không?" "Anh Vé Sầu à, mời anh vào nhà, anh thấy không?